Thế Hùng và Hoàng Phát kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sau phần tin trong tỉnh, tin trong nước sẽ có những nội dung chính sau. Bản tin kinh doanh bất động sản. Bản tin xây dựng nông thôn mới. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức nổi bật trong tỉnh và trong nước do biên tập viên Hoàng Phát thể hiện. Mời biên tập viên Hoàng Phát. Cảm ơn anh Thế Hùng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 19 tháng 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban liên lạc Đồng hương Ninh Thuận tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt đầu xuân Nhâm Dần 2022. Tham dự của các đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và bà con sinh viên tỉnh Ninh Thuận đang công tác, học tập, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đây là buổi họp mặt truyền thống được tổ chức hàng năm để lãnh đạo tỉnh và những người con Ninh Thuận sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ, thăm hỏi, động viên, trao đổi về tình hình kinh tế xã hội tỉnh nhà. Với nhiệm vụ chính của Ban liên lạc Đồng hương tỉnh Ninh Thuận tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi kết nối, chia sẻ những khó khăn và đồng hành cùng những hạnh phúc với các đồng hương đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2021. Trong tình hình diễn biến dịch COVID phức tạp, chúng tôi đã vận động và chia sẻ hỗ trợ được hơn 3.000 trường hợp với mức hỗ trợ là 500.000 đồng trên một người. Và cái phần kinh phí này chúng tôi đã vận động từ ở tỉnh khoảng 1.772 suất, còn lại chúng tôi đã vận động được từ các đồng hương tỉnh Ninh Thuận đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh để chăm lo cho các đồng hương khác. Tại buổi họp mặt, bà con bày tỏ lòng tự hào và phấn khởi trước sự thay đổi của quê hương Ninh Thuận, đồng thời mong muốn Ninh Thuận tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chú trọng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, kết nối đầu tư, tạo điều kiện để bà con xa quê góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển. Em đang là sinh viên sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đợt Covid vừa rồi thì em cũng được hội đồng hương hỗ trợ rất là nhiều về tinh thần và vật chất. Em cũng mong muốn sau này cố gắng học tập để trở về phục vụ cho quê hương. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong năm qua. Theo đó, trong năm 2021, tỉnh đã khai thác có hiệu quả các nhóm ngành trụ cột, kinh tế xã hội duy trì ổn định và tăng trưởng khá. Một số lĩnh vực có chuyển biến tích cực, GDP tăng 9%, đứng thứ tư cả nước. Lĩnh vực năng lượng tái tạo tiếp tục phát huy hiệu quả, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, cuộc sống người dân từng bước được nâng lên. Đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Tỉnh đã triển khai các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng COVID-19 kịp thời, tổ chức nhiều đợt tiếp nhận công dân Ninh Thuận từ các tỉnh phía Nam trở về, bảo đảm an toàn. Tỉnh cũng đã chi hỗ trợ người dân của tỉnh đang sinh sống tại các tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện giãn cách xã hội. Qua đó, tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh đã vận động được trên 80 tỷ đồng, thực hiện 12 chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động với tổng kinh phí khoảng 120 tỷ đồng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đạt được những kết quả trên có sự chung sức, chung lòng ủng hộ của những người con Ninh Thuận đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ninh Thuận rất tự hào vì có những người con thành đạt trên các lĩnh vực công tác tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Thông qua Ban liên lạc Đồng hương Ninh Thuận tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn kết nối, mời gọi những nhà đầu tư có tiềm năng về làm ăn tại Ninh Thuận. Các sở ngành và các huyện thành phố sẽ đồng hành tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hỗ trợ người dân Ninh Thuận tại thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19. Ngày 23 tháng 7 năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành quyết định số 3313 về đầu tư nâng cấp hạ tầng phục vụ sản xuất muối ở Ninh Thuận trong giai đoạn 2021-2025. Đây là cơ sở để Ninh Thuận phát huy lợi thế để nâng cao chất lượng, sản lượng muối, góp phần đưa ngành sản xuất muối ở Ninh Thuận phát triển bền vững. Toàn tỉnh hiện có 3.267 ha sản xuất muối, trong đó diện tích muối công nghiệp đạt 2.447 ha, sản lượng trung bình hàng năm khoảng 257.836 tấn. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư sản xuất muối sạch bằng phương pháp trải bạc trên nền ô kết tinh,
phủ bạt che mưa áp dụng máy móc trong các khâu từ sản xuất đến thu hoạch. Giai đoạn 2020-2030, toàn tỉnh phấn đấu duy trì ổn định diện tích sản xuất muối với 3.267 ha. Sản lượng đến năm 2030 đạt 650.000 tấn một năm, đồng thời định hướng muối của Diêm Dân phát triển theo hướng liên kết cánh đồng lớn sản xuất muối do hợp tác xã làm nồng cốt và cung ứng các dịch vụ chung cho xã viên để hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, giúp Diêm Dân ổn định đầu ra và có thu nhập ổn định hơn. Đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng nhà máy chế biến muối, sản xuất hóa chất sang muối tại tỉnh Ninh Thuận để giảm bớt tiêu hao, giá thành vận chuyển và đóng góp nguồn thu cho ngân sách địa phương. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có hơn 330 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp chất lượng cao do cơ quan nhà nước quản lý. Ước tính trung bình một năm các đơn vị đã sản xuất khoảng 2.750.000 cây giống các loại, cây lâu năm, trong đó có khoảng 1.400.000 cây cà phê, 540.000 cây hồ tiêu, 24.500 cây cao su, 550.000 cây ăn quả, 116.000 cây mắc ca. Ngoài ra còn rất nhiều cây dược liệu, rau củ quả, riêng giống cây lương thực được nhập từ các địa phương khác về. Nhiều giống cây trồng mới chất lượng cao được đưa vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những loại giống cây trồng không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng, đòi hỏi công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng cần được chặt chẽ hơn nữa để đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Năm 2021, Quỹ vì người nghèo của Ninh Thuận đã tiếp nhận từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ trên 16,1 tỷ đồng, nâng lũy kế số tiền Quỹ vì người nghèo lên 26,2 tỷ đồng. Năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu huy động 15 tỷ đồng Quỹ vì người nghèo, xây dựng được trên 200 căn nhà đại đoàn kết, đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả chương trình an sinh xã hội, phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Theo đó, đối tượng được ưu tiên hỗ trợ là hộ gia đình chính sách nghèo, hộ nghèo có nạn nhân chất độc da cam dioxin, hộ có người bị bệnh kinh niên, hộ nghèo là nữ thanh niên xung phong, người già neo đơn không nơi nương tựa, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ khẩu, hộ nghèo thuộc các xã phường thị trấn, khu vực ven biển, đoàn viên hội viên nghèo có nhiều thành tích trong công tác và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững. Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum đã có nhiều giải pháp cụ thể hỗ trợ hội viên, hộ dân tộc thiểu số chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế, từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững. Triển khai cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững. Các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xây dựng 135 mô hình hỗ trợ hội viên người dân tộc thiểu số phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, để giúp người dân tộc thiểu số thực sự thay đổi nếp nghĩ, cách làm, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh còn đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, hướng dẫn hộ dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo sử dụng có hiệu quả các nguồn lực vốn vay, khai thác thế mạnh của địa phương để phát triển sản xuất chăn nuôi. Sau gần một năm triển khai cuộc vận động, hiện nay 100% tổ chức, cơ sở hội, cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh đã đăng ký triển khai mô hình điểm về thực hiện cuộc vận động, với hơn 13% hộ dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo đăng ký tham gia thực hiện. Thông qua đó có hơn 8.500 hộ hội viên người dân tộc thiểu số được tuyên truyền phổ biến nội dung của cuộc vận động. 370 hộ hội viên dân tộc thiểu số có nhận thức mới và có sự chuyển biến về thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Hơn 110 hộ dân tộc thiểu số có đời sống vật chất, tinh thần bước đầu được cải thiện, có chiều hướng thoát nghèo vào năm 2022. Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh đã triển khai đến cơ sở, trước hết là quán triệt về quan điểm, nhận thức cái nghị quyết 08, nhận thức về cái nếp nghĩ và cái cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, trong đó là đi sâu vào tập trung quán triệt cho hội viên là người dân tộc thiểu số để cùng với cộng đồng thay đổi cái nếp nghĩ, cách làm. Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm trong việc thực hiện cuộc vận động, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum đã và đang thực hiện hiệu quả việc giúp bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn
vươn lên thoát nghèo bền vững, qua đó góp phần hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Ninh Thuận vừa công bố đề án phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, Ninh Thuận sẽ phát triển du lịch theo hướng toàn diện, hướng tới hình thành các khu du lịch có quy mô lớn, đẳng cấp cao, loại hình độc đáo, với chất lượng dịch vụ tốt nhất, có tính cạnh tranh cao. Đề án phát triển du lịch dự kiến có tổng vốn đầu tư trên 75.538 tỷ đồng, trong đó có 49.287 tỷ đồng là vốn đầu tư mới, vốn ngân sách đầu tư khoảng 79 tỷ đồng và phần còn lại là nguồn vốn xã hội hóa. Tỉnh Ninh Thuận đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đón 3,5 triệu lượt khách, trong đó có 455.000 lượt khách quốc tế. Đến năm 2030 đón 6 triệu lượt khách, trong đó có 900.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch đến năm 2025 đạt 2.900 tỷ đồng, đến năm 2030 đạt 5.900 tỷ đồng. Đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh với đóng góp khoảng 15% GRDP. Về định hướng phát triển thị trường du lịch giai đoạn từ nay đến năm 2025, tỉnh Ninh Thuận sẽ tập trung phát triển thị trường du lịch nội địa, khôi phục thị trường du lịch quốc tế, khách Nga và Đông Âu truyền thống để tăng lượng khách và doanh thu. Giai đoạn từ năm 2025 đến 2030, tỉnh hướng tới những đối tượng khách cao cấp của thị trường sẵn có và phát triển các thị trường du lịch mới ở các nước Đông Nam Á, Tây Âu, Bắc Mỹ. Để thu hút du khách, Ninh Thuận tập trung phát triển 4 sản phẩm du lịch đặc thù gồm du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm biển, du lịch văn hóa, đặc biệt di sản văn hóa Chăm, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái gắn với khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa. Cùng với đó phát triển 4 sản phẩm du lịch mới lạ, khám phá và vui chơi giải trí, cát muối, săn bắn, bán hoang dã, du lịch trải nghiệm đường sắt, điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe, xây dựng 4 sản phẩm bổ trợ, du lịch cộng đồng, vui chơi giải trí và ẩm thực, tham quan sản xuất năng lượng tái tạo và thương mại du lịch. Trước mắt trong năm 2022, Ninh Thuận phấn đấu đón 1,9 triệu lượt khách du lịch. Trong kỳ nghỉ Tết vừa qua, hàng loạt các điểm du lịch ở tỉnh Phú Yên đã thu hút lượng lớn du khách. Ngoài nhu cầu đi du lịch thì không thể không kể đến tác động của mạng xã hội. Những hình ảnh check-in, video review được chia sẻ, lan truyền trên các ứng dụng công nghệ đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ, khiến nhiều người muốn đi du lịch hơn. Thực tế này cho thấy sự phát triển của du lịch gắn liền với mạng xã hội. Đây cũng là xu hướng du lịch đang được hình thành trong thời đại công nghệ số. Thời gian gần đây, các điểm đến mới của Phú Yên được đăng tải trên một số trang fanpage. Từ những bức ảnh như thế này đã nhận được hàng ngàn lượt like, share của cộng đồng mạng. Nhờ lượng người theo dõi cao của fanpage nên các địa danh ẩm thực, điểm đến du lịch ngày càng nhiều người biết đến, thậm chí là nổi tiếng ngay sau một bức ảnh check-in. Từ đó kích thích nhu cầu muốn đi du lịch khám phá của mọi người hơn. Các điểm du lịch Phú Yên được quảng bá rộng rãi với các du khách trong và ngoài tỉnh. Trước khi mà em đến đây thì em cũng có tìm hiểu một chút về ở trên mạng và với một số bạn bè của em là ở nơi này là được thiên nhiên tạo hóa cho một cái vùng đất rất gọi là những cái mảnh đá này rất là đẹp. Theo những cái con người đi du lịch về thì họ sẽ có những cái bộ hình rất là đẹp và em muốn tham quan đến nơi này một lần. Chỉ một bức ảnh, chỉ một thông tin về một điểm đến nào đó trên mạng xã hội có thể tạo ngay sức hút đối với du khách. Có thể thấy công nghệ số thực sự là bà đỡ kích cầu du lịch và đây cũng là công cụ hữu ích để những người làm du lịch nắm bắt phát triển du lịch. Tăng cường cái công tác xúc tiến quảng bá trên các cái trang hôm nay thì mình đã làm rồi, nhưng giờ là chúng ta phải, và hiện nay là cái công nghệ 4.0 về chúng ta phải quan tâm vấn đề chuyển đổi số trong ngành du lịch để thích ứng với cái hiện nay. Xác định check-in là nhu cầu không thể thiếu trong chuyến du lịch của khách, do đó các đơn vị kinh doanh du lịch luôn chú trọng đến việc trang trí hoặc tạo ra điểm nhấn đặc biệt để thu hút khách. Điều này cũng có nghĩa du lịch có thêm nhiều cơ hội để phát triển nhờ mạng xã hội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành hướng dẫn đón khách quốc tế giai đoạn 2 từ nay đến trước khi mở cửa hoàn toàn ngày 15 tháng 3. Trong đó, quy định mới là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thể đến Việt Nam bằng chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ, thay vì chỉ chuyến bay thuê bao như trước đây. Quy định mới còn cho phép sau 3 ngày tham gia tour, nếu có kết quả âm tính nCoV, du khách tiếp tục được tới các địa phương đón khách quốc tế.
Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Phú Quốc, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, du khách quốc tế còn có bảo hiểm y tế với nội dung chi trả điều trị COVID-19 từ 20.000 USD thay vì 50.000 USD như trước đây. Đối với khách du lịch dưới 16 tuổi, trên 65 tuổi hoặc phụ nữ có thai, người có bệnh nền chưa tiêm vaccine phải có chứng nhận xét nghiệm âm tính. Trẻ dưới 2 tuổi không cần xét nghiệm. Những trường hợp này cần đi kèm người giám hộ và tham gia tour trong 7 ngày trước khi tới các địa phương khác. Khách được xét nghiệm vào ngày thứ 3 và thứ 7 trong hành trình. Ngày 15 tháng 3, Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn du lịch, dỡ bỏ các hạn chế đi lại. Khách quốc tế không cần đăng ký tour, song vẫn cần có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh. Ngoài ra, còn có xét nghiệm âm tính nCoV trước khi lên máy bay. 24 giờ đối với xét nghiệm nhanh, 72 giờ với RT-PCR. Trong vòng 24 giờ sau khi đến Việt Nam, khách phải có xét nghiệm âm tính nCoV trước khi tham gia các hoạt động du lịch. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo về việc điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh tiểu học ở 12 quận. Theo đó, thay vì sẽ đến trường từ ngày 21 tháng 2 như thông báo trước đây, các em học sinh tiểu học ở 12 quận của thủ đô sẽ tạm dừng đến trường và chờ thông báo mới. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân các quận tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thời gian phù hợp cho học sinh quay trở lại trường học. Trước đó, ngày 15 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thống nhất với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 của 12 quận nội thành trở lại trường từ ngày 21 tháng 2. Tuy nhiên hiện nay, mỗi ngày Hà Nội ghi nhận trung bình khoảng 3.000 ca mắc. Về nguyên tắc, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu chỉ tổ chức họp trực tiếp ở những địa bàn có mức độ dịch ở cấp 1, cấp 2. Những địa bàn có mức độ dịch ở cấp 3, cấp 4 thì học sinh tiếp tục học trực tuyến ở nhà. Giáo viên chưa tiêm đủ vaccine ngừa COVID-19 chỉ dạy trực tuyến. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô rất lớn, trung bình mỗi tháng giao dịch trên 4 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây này là Võ Thị Bích Phương, 39 tuổi, trú tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là đường dây ghi số đề đã hoạt động từ nhiều tháng nay và đã bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột theo dõi trong một thời gian dài. Bước đầu, lực lượng công an đã làm rõ, hàng ngày các đối tượng trong đường dây dùng điện thoại di động và mạng xã hội để nhắn tin ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, rồi chuyển về cho Phương. Sau đó, Phương giữ lại một phần phơi đề để thắng thua với các con bạc. Phần còn lại, Phương dùng điện thoại chuyển cho một số đối tượng khác ở tỉnh ngoài. Đến cuối ngày, căn cứ vào kết quả xổ số miền Nam và miền Bắc, các đối tượng sẽ tính toán thắng thua với các con bạc. Để đối phó với các cơ quan chức năng, các đối tượng không gặp trực tiếp để ghi đề, mà đều gửi qua tin nhắn điện thoại hoặc các mạng xã hội như Zalo, Facebook, Viber. Sau khi thắng thua, các đối tượng cũng không đưa tiền trực tiếp cho con bạc mà giao dịch qua chuyển khoản. Trung bình mỗi tháng, đường dây số đề này giao dịch với tổng số tiền lên đến hơn 4 tỷ đồng. Hiện Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã làm rõ được 15 đầu dưới chuyên chuyển phơi đề cho Phương và đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan. Vừa rồi là tin tức nổi bật trong tỉnh và trong nước. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Thế Hùng giới thiệu đến quý vị và các bạn bản tin kinh doanh bất động sản. Xin mời anh Thế Hùng. Cảm ơn Hoàng Phát. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin kinh doanh và bất động sản của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau. Phần tin phản ánh về tình hình kinh doanh và bất động sản trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Hồng, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ về hội nghị cụm doanh nhân trẻ Nam Trung Bộ năm 2022 và giới thiệu cơ hội đầu tư xúc tiến đầu tư tại tỉnh. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Ngày 15 tháng 1, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 10 năm 2022 về lệ phí trước bạ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2022. Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ phần trăm như sau: nhà, đất, mức thu là 0,5%, xe máy, mức thu là 2%. Ô tô rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô, mức thu là 2%. Đối với vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy, thân máy, quy định tại khoản 8 điều 3, nghị định này được thay thế và phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì
áp dụng mức thu lệ phí trước bạ tương ứng của từng loại sản phẩm. Bộ Công Thương vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương tạm dừng cấp chủ trương đầu tư với các dự án điện gió, điện mặt trời đã có trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được phê duyệt nhưng chưa triển khai tính tới ngày 26 tháng 1 năm 2022 để chờ kết quả rà soát trong quá trình xây dựng hoàn thiện quy hoạch điện 8 theo chỉ đạo của Chính phủ. Đối với các dự án đã được phê duyệt, đã có chủ trương đầu tư đến thời điểm 26 tháng 1 năm 2022 và chưa đủ điều kiện áp dụng cơ chế giá bán điện cố định, theo quyết định 13/2020 và quyết định 39/2018, Bộ Công Thương cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chủ đầu tư được đàm phán với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN để xác định giá mua bán điện nằm trong khung giá phát điện do Bộ Công Thương ban hành với quy trình theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 2, Hội nghị cụm doanh nhân trẻ Nam Trung Bộ năm 2022 và giới thiệu cơ hội đầu tư xúc tiến đầu tư sẽ tổ chức tại tỉnh ta. Đây là cơ hội giới thiệu thành tựu kinh tế xã hội, quảng bá tiềm năng thế mạnh và chính sách mời gọi đầu tư của tỉnh đến các nhà đầu tư để khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Xung quanh vấn đề này, biên tập viên bản tin có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hồng, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Trước hết cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa ông cho biết là mục tiêu của hội nghị cụm doanh nhân trẻ Nam Trung Bộ năm 2022 và giới thiệu cơ hội đầu tư, xúc tiến đầu tư tại Ninh Thuận như thế nào ạ? Trước tiên là để giới thiệu tất cả các doanh nghiệp, các tỉnh thành biết về Ninh Thuận. Thứ hai nữa, ta sẽ biết thêm những cái cơ hội đầu tư của tỉnh Ninh Thuận. Bên cạnh đó, mục tiêu của Hội Doanh nhân trẻ chúng tôi thì muốn thúc đẩy mạnh cái sản phẩm OCOP tại tỉnh nhà ra khắp các tỉnh trong cả nước, cũng muốn thông qua cái hội chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ, các thủ tục và hỗ trợ cho các nhà đầu tư là nhanh gọn để nhà đầu tư có tạo điều kiện để về Ninh Thuận sớm hơn và càng hiệu quả hơn. Thưa ông, là danh mục các dự án mình kêu gọi đầu tư trong hội nghị lần này tập trung vào những lĩnh vực nào ạ? Tập trung vẫn là cái ngành, thứ nhất là ngành nông nghiệp công nghệ cao, thứ hai nữa là ngành du lịch, thứ ba nữa là vẫn là ngành năng lượng sạch, thứ tư nữa là ngành bất động sản. Vậy thì ông mong muốn gì ở hội nghị cụm doanh nhân trẻ Nam Trung Bộ năm 2022 và giới thiệu cơ hội đầu tư, xúc tiến đầu tư tại Ninh Thuận ạ? Thông qua cái hội nghị này, chúng ta có thể là xúc tiến kết nối được các cái doanh nghiệp các tỉnh thành về với địa phương để đầu tư, góp phần nâng cao cái GDP của tỉnh nhà cũng như là đáp ứng được cái tăng trưởng mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương. Một lần nữa cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình và chúc cho hội nghị cụm doanh nhân trẻ Nam Trung Bộ năm 2022 và giới thiệu cơ hội đầu tư, xúc tiến đầu tư tại Ninh Thuận thành công tốt đẹp ạ. Vừa rồi là bản tin kinh doanh và bất động sản, sau đây là những tin tức thời sự trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Sáng ngày 19 tháng 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Liên lạc Đồng hương Ninh Thuận tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt đầu xuân Nhâm Dần 2022. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và bà con sinh viên tỉnh Ninh Thuận đang công tác, học tập, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đây là buổi họp mặt truyền thống được tổ chức hàng năm để lãnh đạo tỉnh và những người con Ninh Thuận sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ, thăm hỏi, động viên, trao đổi về tình hình kinh tế xã hội tỉnh nhà. Với nhiệm vụ chính của Ban Liên lạc Đồng hương tỉnh Ninh Thuận tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi kết nối, chia sẻ những khó khăn và đồng hành cùng những hạnh phúc với các đồng hương đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2021. Trong tình hình diễn biến dịch COVID phức tạp, chúng tôi đã vận động và chia sẻ hỗ trợ được hơn 3.000 trường hợp với mức hỗ trợ là 500.000 đồng trên một người. Và cái phần kinh phí này chúng tôi đã vận động thực ở tỉnh khoảng 1.772 suất. Còn lại chúng tôi đã vận động được từ các đồng hương tỉnh Ninh Thuận đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh để chăm lo cho các đồng hương khác. Tại buổi họp mặt, bà con bày tỏ lòng tự hào và phấn khởi trước sự thay đổi của quê hương Ninh Thuận, đồng thời mong muốn Ninh Thuận tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chú trọng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, kết nối đầu tư, tạo điều kiện để bà con xa quê góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển.
Em đang là sinh viên sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đợt Covid vừa rồi thì em cũng được hội đồng hương hỗ trợ rất là nhiều về tinh thần và vật chất. Em cũng mong muốn sau này cố gắng học tập để trở về phục vụ cho quê hương. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong năm qua. Theo đó, trong năm 2021, tỉnh đã khai thác có hiệu quả các nhóm ngành trụ cột, kinh tế xã hội duy trì ổn định và tăng trưởng khá. Một số lĩnh vực có chuyển biến tích cực, GDP tăng 9%, đứng thứ tư cả nước. Lĩnh vực năng lượng tái tạo tiếp tục phát huy hiệu quả, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, cuộc sống người dân từng bước được nâng lên. Đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Tỉnh đã triển khai các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng COVID-19 kịp thời, tổ chức nhiều đợt tiếp nhận công dân Ninh Thuận từ các tỉnh phía Nam trở về, bảo đảm an toàn. Tỉnh cũng đã chi hỗ trợ người dân của tỉnh đang sinh sống tại các tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện giãn cách xã hội. Qua đó, tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh đã vận động được trên 80 tỷ đồng, thực hiện 12 chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động với tổng kinh phí khoảng 120 tỷ đồng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đạt được những kết quả trên có sự chung sức, chung lòng ủng hộ của những người con Ninh Thuận đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ninh Thuận rất tự hào vì có những người con thành đạt trên các lĩnh vực công tác tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Thông qua Ban Liên lạc Đồng hương Ninh Thuận tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn kết nối, mời gọi những nhà đầu tư có tiềm năng về làm ăn tại Ninh Thuận. Các sở ngành và các huyện thành phố sẽ đồng hành tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hỗ trợ người dân Ninh Thuận tại thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19. Đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, đến cuối năm 2021, toàn tỉnh chuyển sang cấp độ 1. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát với độ bao phủ vaccine cao. Từ đó, Ninh Thuận đề ra mục tiêu từng bước ổn định, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Năm 2022, Ninh Thuận phấn đấu với tốc độ tăng GRDP tăng 10,2%, trong đó tốc độ tăng trưởng của ngành nông lâm ngư nghiệp tăng 3,4%, đóng góp tăng trưởng 1,01% GRDP. Công nghiệp xây dựng tăng 15,6%, đóng góp tăng trưởng 5,21% GRDP. Dịch vụ tăng 10,9%, đóng góp tăng trưởng 3,37% GRDP và thuế sản phẩm tăng 10,4%, đóng góp tăng trưởng 0,61% GRDP. Kịch bản trên được xây dựng ở cấp độ dịch cấp 1. Tỉnh đang chuyển sang trạng thái bình thường mới, mở cửa phục hồi nền kinh tế. Đây là kịch bản phát triển cao. Kinh tế phục hồi dự báo trong bối cảnh thuận lợi, tỷ lệ tiêm vaccine bao phủ toàn dân đạt 92%. Tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, các ngành còn dư địa tiếp tục phát huy tăng trưởng, cơ chế chính sách giá điện tháo gỡ. Hoạt động du lịch được phục hồi nhanh hơn, các ngành công nghiệp sản xuất, khai khoáng phục hồi nhờ có được thị trường tiêu thụ ổn định, hoạt động vận tải được thông suốt. Tỉnh Ninh Thuận vừa công bố đề án phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, Ninh Thuận sẽ phát triển du lịch theo hướng toàn diện, hướng tới hình thành các khu du lịch có quy mô lớn, đẳng cấp cao, loại hình độc đáo, với chất lượng dịch vụ tốt nhất, có tính cạnh tranh cao. Đề án phát triển du lịch dự kiến có tổng vốn đầu tư trên 75.538 tỷ đồng, trong đó có 49.287 tỷ đồng là vốn đầu tư mới, vốn ngân sách đầu tư khoảng 79 tỷ đồng và phần còn lại là nguồn vốn xã hội hóa. Tỉnh Ninh Thuận đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đón 3,5 triệu lượt khách, trong đó có 455.000 lượt khách quốc tế. Đến năm 2030 đón 6 triệu lượt khách, trong đó có 900.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch đến năm 2025 đạt 2.900 tỷ đồng, đến năm 2030 đạt 5.900 tỷ đồng. Đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh với đóng góp khoảng 15% GRDP. Về định hướng phát triển thị trường du lịch giai đoạn từ nay đến năm 2025, tỉnh Ninh Thuận sẽ tập trung phát triển thị trường du lịch nội địa, khôi phục thị trường du lịch quốc tế, khách Nga và Đông Âu truyền thống để tăng lượng khách và doanh thu. Giai đoạn từ năm 2025 đến 2030, tỉnh hướng tới những đối tượng khách cao cấp của thị trường sẵn có và phát triển các thị trường du lịch mới ở các nước Đông Nam Á, Tây Âu, Bắc Mỹ.
Để thu hút du khách, Ninh Thuận tập trung phát triển 4 sản phẩm du lịch đặc thù, gồm du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm biển, du lịch văn hóa, đặc biệt di sản văn hóa Chăm, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái gắn với khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa. Cùng với đó phát triển 4 sản phẩm du lịch mới lạ, khám phá và vui chơi giải trí, cát muối, săn bắn, bán hoang dã, du lịch trải nghiệm đường sắt, điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe, xây dựng 4 sản phẩm bổ trợ, du lịch cộng đồng, vui chơi giải trí và ẩm thực, tham quan sản xuất năng lượng tái tạo và thương mại du lịch. Trước mắt trong năm 2022, Ninh Thuận phấn đấu đón 1,9 triệu lượt khách du lịch. Thưa quý vị và các bạn, có chiều dài bờ biển trên 105 km, nước biển có độ mặn cao, nắng gió quanh năm. Đây là điều kiện thuận lợi để Ninh Thuận phát triển nghề làm muối. Hiện nay, Ninh Thuận đang hình thành những vùng sản xuất muối tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị hạt muối. Đây là tiền đề quan trọng để hình thành ngành công nghiệp chế biến muối và các sản phẩm sau muối ở Ninh Thuận. Đây là một ô sản xuất muối Phủ Bạc của xí nghiệp muối Tri Hải đang cho thu hoạch. Mô hình sản xuất muối Phủ Bạc được xem là phương pháp sản xuất muối tiên tiến hiện nay. Trên mỗi ô ruộng được thiết kế hệ thống phủ bạc. Khi trời mưa, công nhân sẽ cho tời phủ bạc toàn bộ diện tích ruộng muối. Nước mưa sẽ không thấm vào muối mà theo các chân ruộng chảy ra ngoài theo hệ thống thoát. Mô hình sản xuất muối Phủ Bạc, thời gian kết tinh từ 3 đến 5 tháng, muối sẽ đóng dày từ 20 đến 40cm. Việc thu hoạch muối hoàn toàn bằng máy móc. Cái đợt kết tinh này do là nó nằm trong cái thời điểm là mùa mưa nên thời gian nó kéo dài khoảng cỡ 5 tháng, nhưng mà thu thì nó được khoảng cỡ 1.000 tấn cho 1 hecta. Còn mà hiện giờ tới đây là trong thời gian mà chính vụ thì 3 tháng mình sẽ thu hoạch một lần thu nó từ 1.000 tấn trở lên. Hiện nay xí nghiệp muối Tri Hải có 400 hecta muối, trong đó có 17 hecta muối Phủ Bạc, phần còn lại là muối sản xuất trên nền bạc, được cơ giới hóa từ khâu bốc hơi, kết tinh đến khâu thu hoạch. Muối sản xuất trên nền bạc khi thu hoạch có ưu điểm sạch hơn, hạt to, bóng và bắt mắt hơn so với muối sản xuất thủ công trên nền đất. Vì thế, giá trị hạt muối cũng tăng lên. Năng suất của đồng, đối lại đồng Tri Hải thì đến giờ này sau khi mà cái tập đoàn đầu tư những cái hình thức kết tinh lốc bạc những ngày này thì năng suất của đồng nó tăng lên rất là nhiều. Trước đây thì 50 đến 55 ngàn tấn trên một năm, nhưng mà sau khi đã đầu tư những cái hệ thống lốc bạc đó, này thì năng suất của đồng tăng lên là một năm là tầm 70 ngàn tấn trên một năm. Hôm nay thì bà con đang có cái định hướng rồi có cái tham khảo, cũng như là một số cái doanh nghiệp trên địa bàn thì cũng đang nghiên cứu rồi tìm kiếm các cái nguồn để rồi tiếp tục phát triển cái ngành muối của địa phương. Hiện nay toàn tỉnh có 3.267 hecta sản xuất muối, trong đó muối công nghiệp 2.447 hecta, muối do diêm dân sản xuất 631 hecta, sản lượng khoảng 500.000 tấn trên một năm. Để phát triển ngành muối theo hướng hiệu quả và bền vững, ngày 23 tháng 7 năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành quyết định số 3313 để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất muối ở Ninh Thuận. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đang khuyến khích và có chính sách hỗ trợ diêm dân, hợp tác xã và các xí nghiệp sản xuất các sản phẩm sau muối như muối tôm, muối ớt và chế biến muối tinh dùng cho dược phẩm và các ngành công nghiệp phụ trợ khác. Mục tiêu của đề án là để mà nâng cao thu nhập của diêm dân cũng như là tăng cường duy trì diện tích muối của Ninh Thuận ở khoảng mức độ là khoảng 3.267 hecta ổn định, và cái năng suất muối là từ 450 đến 500 ngàn tấn trên một năm, như hiện nay là lên 600 ngàn tấn ở năm 2030. Thì mục tiêu của cái đề án đưa ra là để tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn về cái chủ trương là chủ trương đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo các cơ sở hạ tầng của nghề muối. Muối là nguyên liệu được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp và y dược, với lượng tiêu thụ nhiều gấp 10 đến 20 lần so với muối ăn trực tiếp hàng ngày. Vì thế, việc tổ chức sản xuất, quy hoạch lại đồng muối, nâng cao năng lực sản xuất, chế biến muối, đẩy mạnh cơ giới hóa, chuyển giao ứng dụng, tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất và chế biến các sản phẩm sau muối,
Đây là giải pháp căn cơ nhằm hướng đến một nền công nghiệp sản xuất muối hiệu quả và bền vững ở Ninh Thuận. Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Năm 2021, Quỹ vì người nghèo của Ninh Thuận đã tiếp nhận từ các cơ quan đơn vị doanh nghiệp nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ trên 16,1 tỷ đồng, nâng lũy kế số tiền quỹ vì người nghèo lên 26,2 tỷ đồng. Năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu huy động 15 tỷ đồng quỹ vì người nghèo, xây dựng được trên 200 căn nhà đại đoàn kết, đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả chương trình an sinh xã hội, phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Theo đó, đối tượng được ưu tiên hỗ trợ là hộ gia đình chính sách nghèo, hộ nghèo có nạn nhân chất độc da cam dioxin, hộ có người bị bệnh kinh niên, hộ nghèo là nữ thanh niên xung phong, người già neo đơn không nơi nương tựa, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ khẩu, hộ nghèo thuộc các xã phường thị trấn, khu vực ven biển, đoàn viên hội viên nghèo có nhiều thành tích trong công tác và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, song các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn Ninh Thuận vẫn duy trì sản xuất giữ nhịp độ tăng trưởng, nhiều doanh nghiệp mới đăng ký kinh doanh, các doanh nghiệp cũ cũng đầu tư mở rộng sản xuất. Kéo theo đó là nhu cầu tuyển dụng lao động cũng tăng cao, đặc biệt là từ sau Tết đến nay. Nghỉ việc, bỏ việc, nhảy việc. Những cụm từ đang là nỗi ám ảnh của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp may mặc. Như doanh nghiệp này chẳng hạn, ngay từ đầu năm 2022, các đơn hàng được ký kết đủ cho cả một năm hoạt động. Trong tình hình khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thì đây được xem là một tín hiệu vui với doanh nghiệp cũng như công nhân, người lao động đang làm việc tại đây. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng, nỗi lo đã hiện hữu trước mắt. Gần 400 công nhân làm việc ở hai cơ sở, giờ chỉ còn gần 150 người. Thiếu lao động, đồng nghĩa tiến độ giao hàng sẽ chậm và kéo theo đó là những hệ lụy không lường trước được. Không biết nói chuyện với khách hàng như thế nào khi đơn hàng mình ký cả một năm nhưng mà giờ số lượng công nhân mình giảm thì số lượng hàng mình sản xuất người ta chắc chắn là sẽ không kịp. Đăng tin tuyển dụng ở nhiều kênh, nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn được doanh nghiệp này đưa ra nhằm thu hút công nhân vào làm việc. Tuy nhiên, số lượng công nhân đăng ký vẫn không như mong muốn. Hiện tại là 20 người đến tuyển dụng ở bên công ty em, bên em chỉ chọn được từ 1 đến 2 người thôi. Một số công ty xí nghiệp may mặc khác tuy không quá thiếu hụt lao động, nhưng các đơn vị cũng đã có kế hoạch và cách làm riêng để thu hút và giữ chân người lao động. Khuyến khích cho anh chị công nhân hiện tại ở công ty việc là tuyển dụng, thì ví dụ như là một lao động mới có tay nghề thì sẽ được công ty hỗ trợ cho người giới thiệu lao động là 1 triệu đồng khi mà công nhân đó làm việc tại công ty. Những anh chị em không có tay nghề thì vào đây thì công ty có một số có cái dàn kỹ thuật sẽ hướng dẫn anh chị công nhân theo cái lộ trình mà công ty yêu cầu. Sau Tết, một số doanh nghiệp may mặc thành lập mới, số khác mở rộng sản xuất nên nhu cầu tuyển dụng lao động, nhất là lao động có tay nghề trong lĩnh vực này tương đối lớn. Nhiều cơ chế chính sách đãi ngộ tốt hơn nơi làm việc cũ khiến cho công nhân, người lao động dao động hoặc có thêm sự lựa chọn. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp may mặc nào cũng rơi vào tình cảnh bị công nhân, người lao động nhảy việc. Những lúc thuận lợi cũng như những lúc khó khăn thì công ty vẫn luôn hướng về công nhân, cũng tạo điều kiện cho hết sức cho công nhân đi làm, có thu nhập ổn định. Môi trường làm việc ở đây rất thoải mái, anh em trong công ty thì cũng coi nhau như là anh chị em trong nhà, cho nên em quyết tâm là gắn bó với công ty lâu dài. Không phải là lợi ích trước mắt, lợi ích trong ngắn hạn, nhưng mà ở công ty mình tạo một cái môi trường làm việc giống như một gia đình, để họ phải gắn bó với mình lâu dài. Theo số liệu của Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, hiện nay nhu cầu tuyển dụng từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vào khoảng 5.000 lao động, trong đó chỉ riêng ngành may mặc đã chiếm hơn một nửa. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, thông qua các kênh tìm việc làm, các doanh nghiệp chỉ tuyển dụng được 10% so với nhu cầu. Thị trường lao động trong ngành may đang rất sôi động sau Tết. Một trong những vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp hiện nay đó là làm thế nào để giữ chân người lao động một cách bền vững. Dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ là dự án thủy lợi lớn
và rất quan trọng trong việc đảm bảo nguồn nước và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Một trong những vấn đề làm ảnh hưởng đến tiến độ cũng như công tác bàn giao công trình là việc nhiều tuyến hành lang bảo vệ công trình của dự án đã bị người dân xâm lấn, xây nhà ở trái phép. Sau khi ngành chức năng và chính quyền địa phương phối hợp vận động tuyên truyền, đến nay, đa phần các hộ dân đã trả lại hành lang bảo vệ công trình, ghi nhận của phóng viên thời sự. Thôn Tà Lọt, xã Phước Hòa, huyện Bắc Ái, nơi đứng chân của cụm công trình đầu mối đập Tân Mỹ. Chuyển về khu vực này sinh sống được hơn 2 năm, thời điểm công trình đập dân Tân Mỹ hoàn thành 2/3 khối lượng công việc, người phụ nữ này đã phát dọn rồi dựng một căn nhà. Ngôi nhà hơn 60m2 được dựng tạm làm chỗ che mưa che nắng. Một số loại cây cũng được chị trồng trên mảnh đất này đến nay cũng bắt đầu cho quả. Điều đáng nói là toàn bộ phần đất xây dựng nhà và vườn cây của gia đình chị đều là đất nằm trong hành lang bảo vệ công trình đập dân Tân Mỹ. Ở đây được 2 năm rồi, 2 năm, 3 năm rồi đó. Giờ hơn mà, giờ hơn. Cứ dừng tầm bờ anh dài đỡ. Chị Cát Tơ Thị Nương là một trong 7 hộ đang sinh sống trên phần đất nằm trong hành lang bảo vệ công trình của đập dân Tân Mỹ. Trước thực trạng trên, Ủy ban Nhân dân xã Phước Hòa phối hợp với chủ đầu tư là Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng và Thủy lợi 7 làm việc với các hộ dân. Buổi làm việc tạo sự đồng thuận và đi đến thống nhất về việc di dời, trả lại hành lang bảo vệ cho công trình trọng điểm này. Bà con cũng muốn là giờ cấp đất theo dự án của xã mà phân lô cấp đất dự phòng cho bà con sớm nhất để bà con có thể là sống ổn định và làm cái che nắng che mưa để kiên cố để bà con cố gắng làm ăn và phát triển. Về cơ bản thì các hộ dân chỉ xây dựng nhà tạm thôi và tất cả các hộ dân thì đến thời điểm này đều đồng thuận với chính quyền địa phương. Cấp ủy chính quyền địa phương sẽ di dời trong vòng 15 ngày để hoàn trả lại cái mặt bằng cho đơn vị ban 7 để tiếp tục thi công các công trình của dự án hệ thống Tân Mỹ và đập hồ sông Cái. Và xây dựng phương án trình ủy ban nhân huyện để mà phê duyệt phương án này cấp các cái quỹ đất dự phòng của xã còn lại cho các hộ dân có nhu cầu và đủ điều kiện để cấp đất trong thời gian tới. Theo phản ánh, hiện tượng người dân lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình tập trung chủ yếu trên địa bàn xã Phước Trung, Phước Hòa, Phước Tân, huyện Bắc Ái và thị trấn Tân Sơn, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn. Tuy nhiên, qua những buổi làm việc với các hộ dân liên quan, chính quyền địa phương khẳng định hầu hết người dân đều đồng thuận chủ trương trả lại hành lang bảo vệ tuyến kênh. Vì theo họ, đây là việc nên làm để bảo vệ một trong những công trình thủy lợi lớn nhất, hiện đại nhất Việt Nam. Việc trước khi triển khai thì người dân đã đồng thuận rất lớn rồi. Còn cái việc mà một phần lấn chiếm đây thì chẳng qua người dân để tận dụng cái khổ đất trống, lại nước tưới có sẵn họ trồng một số cây để nâng cao thu nhập thôi. Còn việc mà tiếp tục tuyên truyền vận động bà con thì bà con sẽ cơ bản thống nhất tất cả sẽ di dời ra khỏi cái hành lang cái tuyến kênh. Trong quá trình mình mà vận hành ấy thì nếu như có xảy ra hỏng hóc gì thì mình không quy trách nhiệm được cho ai. Lỗi tại của đơn vị khai thác là lỗi của người dân lấn chiếm vào để ảnh hưởng, cho nên là cái việc này là không thể nào để cho người dân được, mà quy định của luật thủy lợi là cái hành lang bảo vệ công trình là không được người dân, tất cả các tổ chức cá nhân là không được xâm phạm vào. Và cái việc hành lang này đã được coi như giải phóng mặt bằng rồi. Trước tình trạng xâm lấn hành lang bảo vệ an toàn công trình đập dân Tân Mỹ, sau khi tiếp nhận văn bản đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh Ninh Thuận cũng đã chỉ đạo các sở ngành địa phương liên quan xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm, yêu cầu khôi phục hiện trạng, hoàn trả, bàn giao mặt bằng cho đơn vị quản lý theo đúng quy định, không để tình trạng lấn chiếm tiếp diễn kéo dài. Thưa quý vị và các bạn, công trình đập dân Tân Mỹ là một trong những công trình trọng điểm và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Thuận. Và do vậy thì việc bảo vệ tuyến kênh này đang được đặt lên hàng đầu. Và với những địa phương có tuyến kênh đi qua như ở xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn nơi tôi đang đứng đây, thì địa phương cũng có những kiến nghị, đó là việc chủ đầu tư cũng như là các ngành chức năng liên quan cần phải sớm cắm mốc và xác định ranh giới bảo vệ tuyến kênh để từ đó địa phương cũng như là người dân có cơ sở để thực hiện tốt nhằm đảm bảo an toàn cho hành lang tuyến kênh. Thưa quý vị và các bạn, chịu khó học hỏi, mạnh dạn đưa những giống cây trồng mới vào sản xuất, khi thất bại không nản chí, khó khăn không lùi bước, anh Dương Đình Hiển ở xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn giúp cây chanh không hạt, một loại cây trồng mới bén rễ ở vùng đất này, và chính cây chanh không hạt đã giúp anh làm giàu
với thu nhập bình quân mỗi năm khoảng 400 triệu đồng trên một hecta. Chuyên mục Hương Sáng Quanh Ta hôm nay mời quý vị và các bạn đến thăm nông trại trồng chanh không hạt của anh Ngọc Hiển ở xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn. Nhận thấy hiệu quả kinh tế của giống nho NH01152, gia đình chị Trương Thị Loan ở xã Thành Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã chuyển 3.000 m2 trồng giống nho truyền thống sang trồng nho NH01152. Mặc dù ảnh hưởng tình hình dịch bệnh COVID-19, các loại trái cây tiêu thụ chậm và giá giảm nhiều, nhưng nho NH01152 của gia đình chị Loan vẫn được thị trường tiêu thụ với giá ổn định, đảm bảo lợi nhuận. Có lúc thì một xào thì cũng có 2 tấn, giá cả cũng trăm mấy trở lên, chứ không có sao. Mà Covid vừa rồi, đợt mà Covid đầu tiên cũng vậy, nho nào đứng với nho này cũng không có nho bán. Giống nho NH01152 được Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố nghiên cứu, ghép tạo và được trồng thử nghiệm từ năm 2013. Đây là giống nho phù hợp với điều kiện thời tiết của Ninh Thuận, có khả năng chống chịu tốt các đối tượng sâu bệnh. Hiện nay, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình nghiên cứu, xây dựng và chuyển giao quy trình thăm canh giống nho mới NH01152 theo hướng Việt Gáp cho người trồng nho tại các địa phương trong tỉnh. Trong thời gian sắp tới, thì Viện tiếp tục nghiên cứu để mà tuyển chọn, tạo ra những cái giống nho mới mà có cái chất lượng cao, khả năng mà chống chịu sâu bệnh tốt, rồi cũng nghiên cứu về các cái kỹ thuật co canh tác, ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao, ứng dụng hữu cơ cũng như là sản các cái sản phẩm an toàn để mà đưa ra cái sản xuất mà nó có thể là canh tác tốt hơn. Trang trại hữu cơ của công ty cổ phần Nắng và Gió ở thôn Phú Thuận, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn có diện tích hơn 50 hecta, được quy hoạch trồng nhiều loại nông sản đặc thù của tỉnh như nho, táo, dưa lưới, nha đam. Các sản phẩm nông nghiệp của công ty luôn được người tiêu dùng ưa chuộng vì đảm bảo các tiêu chí về sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe. Để đảm bảo các tiêu chí này, công ty đã lắp đặt nhà màng tưới tiết kiệm theo công nghệ Israel, đồng thời sản xuất theo chuỗi hữu cơ, trồng trọt chăn nuôi sản xuất tái chế phân vi sinh khép kín từ phế phẩm nông nghiệp. Sở Khoa học Công nghệ thì đã đưa rất nhiều cái ứng dụng tới cho bên công ty Nắng và Gió, hệ thống tưới rồi các xử lý nhà màng hay là các cái công nghệ giống như từ đầu chúng ta đã nói là cái công nghệ 4.0 đưa vô thì đã được sự hướng dẫn rất là tận tình của bên Sở Khoa học Công nghệ để giúp cho bên công ty có những cái cải tiến mới áp dụng khoa học công nghệ vào cái việc sản xuất nông nghiệp của địa phương. Năm 2021, các cơ quan chức năng của tỉnh đã chuyển giao kỹ thuật sản xuất các loại nho, táo, nha đam, măng tây với tổng diện tích gần 170 hecta, chuyển giao kỹ thuật cho hơn 600 hộ dân thực hiện dự án trồng rau thủy canh, sử dụng màng bao gói bảo quản một số loại rau quả, sử dụng vi sinh trong nuôi tôm thương phẩm, công nghệ laser sang phẳng đồng ruộng, tưới nước tiết kiệm và ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản. Từ các mô hình này đã giúp người nông dân thay đổi tập quán sản xuất, tăng năng suất cây trồng, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống cho bà con nông dân. Trung tâm tiếp tục là đầu tư nghiên cứu và nâng cao cái hiệu quả các cái đối tượng giống thủy sản, giống mới và ứng dụng cái khoa học công nghệ, cái tiến bộ khoa học công nghệ để góp phần là nâng cao cái hiệu quả sản xuất và cũng như là tạo ra những cái đối tượng giống mới phục vụ cho cái nhu cầu người nuôi. Ngành khoa học công nghệ tập trung cái chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, các hợp tác xã trong việc đổi mới ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nhất là các sản phẩm đặc thù, các sản phẩm vừa rồi mà đã được chứng nhận OCOP như là 3 sao, 4 sao và tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã trong việc áp dụng các mô hình việt gáp hoặc là đăng ký bảo hộ sở công nghiệp và đổi mới sáng tạo. Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất đang được Ninh Thuận đặc biệt quan tâm nhằm tạo ra những cây con đặc thù có giá trị kinh tế, nâng cao thu nhập cho người nông dân và tạo bước đột phá về phát triển nông nghiệp nông thôn ở vùng đất Nắng Gió Ninh Thuận. Qua công tác nắm tình hình vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 18 tháng 2 năm 2022 tại một nhà trọ thuộc khu phố 5 phường Đạo Long, công an phường Đạo Long, thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thị Ly sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú thôn Phú Thành, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn là đối tượng trốn lệnh truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Năm 2017, Nguyễn Thị Ly được mẹ chồng cho mượn một xe mô tô hiệu Novo làm phương tiện đi lại. Đến tháng 7 năm 2021, do thiếu tiền chi tiêu cá nhân, nên Ly đã mang xe đi cầm cố. Mẹ chồng của Ly đã trình báo công an.
cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ly. Nhưng Ly đã không chấp hành và trốn khỏi địa phương. Hiện công an phường Đạo Long đã bàn giao Nguyễn Thị Ly cho công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm để xử lý theo quy định pháp luật. Thông tin vừa rồi đã khép lại phần tin tức trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Hoàng Phát sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn bản tin xây dựng nông thôn mới. Xin mời Hoàng Phát. Cảm ơn anh Thế Hùng. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với bản tin xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau. Huyện Ninh Hải phát huy lợi thế kinh tế biển. Nông dân phấn khởi khi giá dưa chuột bắt đầu tăng trở lại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ninh Hải có đường bờ biển dài 54 km, vùng đầm nại có diện tích mặt nước trên 700 ha và hơn 500 ha vùng ngập mặn ven biển. Phát huy tiềm năng và lợi thế biển, huyện đã mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản trên 600 ha, trong đó diện tích nuôi tôm thương phẩm 500 ha trên một năm. Sản lượng thu hoạch đạt 2.100 tấn trên một năm, sản lượng tôm giống đạt 19,6 tỷ post trên một năm. Năng lực tàu thuyền được nâng lên đáng kể với 834 chiếc trên 133.000 CV. Sản lượng khai thác đạt 25.000 tấn trên một năm. Ninh Hải cũng là địa phương sản xuất muối lớn nhất tỉnh với tổng diện tích 652 ha, sản lượng muối đạt 290.000 tấn trên một năm. Bên cạnh đó, huyện đã triển khai có hiệu quả các loại hình dịch vụ du lịch biển, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người năm 2021 trên địa bàn đạt 43,58 triệu đồng một người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,56%. Ninh Phước là huyện có thế mạnh về nông nghiệp với hơn 23.500 ha đất canh tác, trong đó diện tích sản xuất lúa trên 15.000 ha trên một năm, chiếm 32% diện tích lúa của tỉnh. Với mục tiêu tăng giá trị trên một đơn vị diện tích và sản xuất theo hướng thâm canh bền vững, năm 2017, huyện Ninh Phước đã thực hiện thí điểm mô hình sản xuất cánh đồng lúa lớn. Sau hơn 4 năm triển khai, mô hình đã phát huy hiệu quả và tiếp tục được nhân rộng tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện. Đến nay, toàn huyện đã có 11 cánh đồng lúa với diện tích hơn 2.700 ha. Huyện phấn đấu đến năm 2025 sẽ nhân rộng mô hình sản xuất cánh đồng lúa lớn lên 3.000 ha, gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm, góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, giá thịt dê cừu liên tục tăng cao, người chăn nuôi rất phấn khởi. Tranh thủ giá cao, người dân đã xuất chuồng bán dê bù lỗ cho giai đoạn giá giảm sâu và tái đàn phục hồi ngành chăn nuôi. Gắn bó với nghề chăn nuôi hàng chục năm, nhưng chưa bao giờ ông Nguyễn Văn Đến chứng kiến giá dê cừu xuống thấp như năm ngoái. Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, việc tiêu thụ gặp khó khăn, giá dê cừu chỉ dao động từ 60 đến 70 ngàn đồng 1 kg. Đàn dê cừu 80 con của ông quá thời gian nuôi vỏ béo, đành phải bán bớt một nửa để cắt lỗ. Đầu năm 2022, khi giá thịt dê cừu tăng trở lại, ông tranh thủ bán số dê cừu còn lại và mua 25 con dê cừu giống về nuôi vỏ béo. Nhờ chăm sóc tốt, đàn dê cừu của ông sinh trưởng tốt, được thương lái hỏi mua với giá dê từ 120 đến 125 ngàn 1 kg, cừu từ 100 đến 105 ngàn 1 kg, gấp đôi so với lúc cao điểm dịch bệnh. À, tính tiếp đó là mình mua con giống mình nuôi tiếp để mình kiếm lãi bù lại cái lỗ vừa rồi đó. Hiện nay tổng đàn dê của tỉnh gần 120.000 con, đàn cừu gần 100.000 con. Để giúp người chăn nuôi dê cừu phục hồi sản xuất, ngành chức năng và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ. Chỉ tính riêng từ quỹ hỗ trợ nông dân, từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã giải ngân 1,2 tỷ đồng cho 40 hộ dân ở 3 huyện Ninh Phước, Bắc Ái và Thuận Bắc đầu tư chăn nuôi dê cừu. Hội Nông dân là tập trung các cái nguồn quỹ hỗ trợ nông dân để hỗ trợ cho nông dân, ưu tiên hỗ trợ cho nông dân đầu tư phát triển cái phục hồi cái ngành sản xuất chăn nuôi, trong đó có cái việc chăn nuôi dê cừu để mà phát triển cái sản xuất. Việc nền kinh tế trở lại hoạt động trong điều kiện bình thường mới giúp giá dê cừu tăng trở lại, người chăn nuôi đạt lợi nhuận cao và có điều kiện đầu tư tái đàn. Tuy nhiên, người chăn nuôi cần theo dõi sát thị trường để tránh tái đàn một cách ồ ạt. Đồng thời, các địa phương cần đẩy mạnh liên kết chăn nuôi theo chuỗi giá trị để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi. Vừa rồi là bản tin xây dựng nông thôn mới. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với một điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận.
Xin mời biên tập viên Thế Hùng. Cảm ơn Hoàng Phát. Chuyên mục Điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm điểm đến Hàng Rái thuộc xã Vinh Hải, huyện Ninh Hải. Thưa quý vị và các bạn, thiên nhiên ban tặng cho Ninh Thuận những cảnh quan tuyệt đẹp. Hàng Rái là điểm đến khách hàng chọn dừng chân trong hành trình hôm nay. Các bạn biết không, với cấu trúc vô cùng độc đáo, những lớp đá chồng lên nhau tạo thành những hang nhỏ là môi trường sống lý tưởng cho loài rái cá. Để rồi cái tên Hàng Rái ra đời mộc mạc tự nhiên như thế, nhưng mang vẻ đẹp vô cùng. Bạn thân mến, khi đến với Hàng Rái, chúng ta sẽ có cơ hội để trải nghiệm qua nhiều hoạt động khác nhau. Riêng Khánh Hằng sẽ chọn cho mình một hoạt động nhẹ nhàng hơn, đó là thả đôi chân trần và bước đi trên những phiến san hô này. Địa hình độc đáo của bãi san hô cổ này khiến Khánh Hằng có cảm giác như mình đang ở một vùng đất nào đó xa xôi ở sao Hỏa vậy. Quả là một cảm giác rất thú vị phải không nào? Bạn thân mến, và để giúp quý vị và các bạn có thêm những thông tin cũng như các dịch vụ khi đến tham quan tại khu du lịch Hàng Rái thì Khánh Hằng có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Minh Hoàng là nhân viên phòng dịch vụ của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa. Anh Hoàng thân mến, khi mà du khách đến tham quan Hàng Rái thì sẽ được trải nghiệm những dịch vụ gì? Ngoài cái mà Hằng là tới đây để ngắm cảnh á, thì một chỗ du khách ở đây có rất nhiều trải nghiệm, ví dụ như là tới đây để chụp hình cưới, tới đây để dã ngoại, tới đây có thể là tìm hiểu về thời gian sinh học. Ngoài ra đến với Hàng Rái thì chúng ta sẽ thấy được một thêm san hô cổ có niên đại khoảng 18 ngàn năm. Và những dịch vụ ở đây thì hiện tại thì cũng đã có được nhà nghỉ, thì sang năm vườn sẽ tổ chức thêm cái dịch vụ ăn uống để giúp những du khách có thể là trải nghiệm lâu hơn, lại ăn lâu hơn. Một lần nữa cảm ơn anh Nguyễn Minh Hoàng đã thông tin đến các bạn cũng như quý vị khán giả những dịch vụ khám phá rất là thú vị khi đến tham quan Hàng Rái. Cảm ơn anh. Rái đẹp nhất vào buổi bình minh và lúc hoàng hôn, bởi khi đó Hàng Rái nhiều màu rất đẹp. Bên cạnh đó, khi luồn vào những vách đá và những hang nhỏ ở đây, chúng ta có thể nghe được tiếng gọi của gió và tiếng sóng vỗ len lỏi vào trong vách đá, tạo thành một bản giao hưởng hoàn hảo cho buổi dã ngoại của mình. Không chờ gì nữa mà quý vị và các bạn cùng đến Hàng Rái để tự thưởng cho mình những khoảnh khắc thú vị.
bạn thân mến, hy vọng thông qua một điểm đến hôm nay, các bạn đã có thêm một điểm dừng chân để cùng với bạn bè, gia đình và người thân của mình đến đây tham quan khi có dịp đặt chân đến Ninh Thuận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay xin khép lại tại đây. Hoàng Phát và Thế Hùng chúc quý vị và các bạn một tuần mới làm việc hiệu quả. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.